Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Và cũng có tin cho hay gia đình ký giả độc lập Lê Hà bị truy sát bởi Đảng viên Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, gia đình ký giả độc lập Lê Hà là chủ bút chương trình Tiếp Dân vì đã bị truy sát bởi một người làng xóm là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đài RFA đưa tin ký giả Lê Hà không bị thương tích nhưng mẹ vợ và vợ của ông đã bị chém bởi đảng viên Đảng Cộng sản là Đàm Văn Dương, 58 tuổi và trú quán tại thôn 23 xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Theo đó, thì vào ngày 8 tháng 2, ông Lê Hà được một người hàng xóm mời đi ăn trưa và chơi cờ. Trong lúc ông và người hàng xóm chơi, thì những người đứng xem có bình luận rồi dẫn tới cãi và chửi nhau. Người hàng xóm có tên là Dương xách dao qua nhà ông Hà để chém ông, nhưng do không kiếm được cho đến ông, cho nên ông ta đã ra tay chém bà mẹ vợ và vợ đã khiến cho cả hai người phải bị đưa đi cấp cứu tại bệnh viện điều trị. Sau khi nhận được tin báo, thì công an đã đến nhà và bắt giữ hung thủ. Ông Lê Hà cho biết là không rõ cuộc tấn công có mục đích chính trị gì hay không. Ông khẳng định kẻ tấn công là một đảng viên và cuộc tấn công có mục đích là nhằm vào ông. Nhưng người bị thương tích nặng nề thì lại là vợ ông với 3 nhát chém, một nhát vào đầu, một vào vai trái và một vào cánh tay trái. Vết thương ở đầu khá nghiêm trọng. Ký giả độc lập Lê Hà được biết đến như là người luôn đứng lên để bảo vệ người dân bị trưng thu đất để xây thủy điện Chim Hóa Tuyên Quang, nhưng không được đền bù thỏa đáng trong nhiều năm vừa qua. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.